Đồ Gỗ Thành Quyên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong một video tiếp theo, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn một sản phẩm, một bộ bàn thờ hương đá chân 24 của làm theo đơn đặt hàng của bác Hà ở Hải Phòng, của bác Hạnh ở Hải Phòng. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và phun màu vét ni trần cho bác đây. Các bác hàng đẹp. Nay chúng tôi đã hoàn thành xong rồi, quay trực tiếp để quý vị và các bạn tham khảo được đủ chi tiết những nét đục của đồ gỗ Thành Quyên này. Hàng của bác đặt giá 5 phân, đục trọng canh bong hầm hố uyển chuyển và sắc nét. Đấy. Hàng đục rất sắc nét quý vị các bạn. Đấy. Quay trực tiếp để quý vị tham khảo những con chim bông hoa đục sắc nét. Wow. Khuôn mặt bắt đặt là 5 phân, ván mặt 2 mặt 2 lá, mặt sập, ván 2 phân như mặt sập, hàng dày dặn, chúng tôi làm hàng chất lượng. Bác đã tin tưởng đồ gỗ Thành Quyên bác đặt chúng tôi, nhưng chúng tôi làm hết tâm huyết của mình để cho bác sử dụng chiếc bàn an tâm này, bàn giao cho bác. Vậy những cái bộ bàn thờ sập thờ cũng ra tiên như vậy, chúng tôi bán ra nhiều ngoài thị trường đã được nhiều khách ưa chuộng. Vậy này quay trực tiếp để quý vị và các bạn tham khảo. Vậy ai có nhu cầu mua sắm những chiếc bàn thờ cúng gia tiên như vậy, hãy xin liên hệ số điện thoại 0987 391 189 hoặc cơ sở làng nghề La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.